Chào mừng các đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn khoa học lớp 5 trang 37 đến trang 40, bài 10 Năng lượng chất đốt. Trong bài học này, các em sẽ tìm hiểu một số nguồn năng lượng chất đốt và vai trò của chúng trong đời sống và sản xuất, một số biện pháp sử dụng an toàn năng lượng chất đốt, một số việc cần làm để tiết kiệm năng lượng chất đốt. Khởi động, gia đình em thường sử dụng loại bếp nào để đun nấu? Theo em, bếp đó sử dụng nguồn năng lượng gì? Thì gia đình của chúng ta thường sử dụng các loại bếp đó là bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, hoặc là bếp củi, bếp than. Rồi bếp đó sử dụng nguồn năng lượng gì? Ví dụ bếp ga thì dùng khí ga, bếp từ, bếp hồng ngoại thì dùng năng lượng từ điện, bếp củi thì dùng củi, bếp than thì dùng than. Số 1 nhỏ, một số nguồn năng lượng chất đốt và vai trò của chúng. Quan sát, đọc thông tin, các hình dưới đây kể tên các nguồn năng lượng chất đốt và nêu vai trò của chúng. Các em quan sát hình 1, hình 2 và hình 3. Các loại phế thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp như là trấu nè, rồi rơm rạ, cành cây khô được sử dụng cho việc đun nấu, sưởi ấm, góp phần giải quyết nhu cầu năng lượng chất đốt. Tiếp theo hình 4A, nhà máy nhiệt điện, hình 4, than đá. Nhà máy nhiệt điện, hình 4B, bếp than. Thì than đá này được sử dụng làm chất đốt trong sinh hoạt, làm nhiên liệu để sản xuất điện. Tiếp theo hình 5, dầu mỏ có thể là tách thành dầu diesel, xăng, dùng làm chất đốt và chạy các động cơ như ô tô, xe máy. Khí tự nhiên, khí ga được khai thác cùng với quá trình khai thác dầu mỏ vận chuyển qua đường ống với người tiêu dùng. Rồi tiếp theo hình 6A, 6B. Khí sinh học bioga được tạo thành từ chất thải của động vật, dùng để đun nấu giúp tiết kiệm các nguồn chất đốt khác, góp phần giải quyết nhu cầu năng lượng và ô nhiễm môi trường. Như vậy chúng ta sẽ đọc thông tin, quan sát đọc thông tin trong các hình, kể tên các nguồn năng lượng chất đốt và nêu vai trò của chúng. Như vậy chúng ta kể tên các nguồn năng lượng chất đốt và nêu vai trò của chúng. Các loại phế thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp như trấu, rơm rạ, cành cây khô được dùng vào việc đun nấu, sưởi ấm. Than đá được dùng làm chất đốt trong sinh hoạt, làm nhiên liệu để sản xuất điện. Dầu mỏ có thể tách thành diesel, xăng dùng để làm chất đốt và chạy các động cơ như ô tô, xe máy. Khí tự nhiên, khí ga được sử dụng làm chất đốt trong bình ga, được vận chuyển qua đường ống tới người tiêu dùng. Khí sinh học bioga được tạo thành từ chất thải của động vật, dùng để đun nấu giúp tiết kiệm các nguồn chất đốt khác, góp phần giải quyết năng lượng và ô nhiễm môi trường. Tiếp theo, luyện tập cùng thảo luận tìm hiểu về một số nguồn năng lượng chất đốt khác và chia sẻ với bạn. Gia đình em thường sử dụng những nguồn năng lượng chất đốt nào? Thì một số nguồn năng lượng chất đốt khác như là cồn 90 độ dùng trong đèn cồn, đá phiến cát và đá phiến dầu, than bùn, than củi. Các nguồn năng lượng chất đốt được sử dụng trong gia đình đó là khí ga, rơm, rạ, trấu, than đá, than bùn, v.v. Em tìm hiểu thêm, trong tự nhiên, than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên là những tài nguyên được hình thành qua hàng triệu năm. Than đá được hình thành chủ yếu từ xác thực vật bị vùi lấp dưới đất và phân hủy. Dầu mỏ được hình thành chủ yếu do xác các vi sinh vật vùi lấp trong bùn và cát. Các sinh vật chết đã biến đổi thành một chất lỏng đen quánh gọi là dầu thô hay là dầu mỏ. Khí tự nhiên được hình thành khi các sinh vật bị phân hủy, khí tự nhiên thì thường được tìm thấy cùng với than đá và dầu mỏ. Hai nhỏ, cần làm gì để sử dụng an toàn năng lượng chất đốt?
Quan sát các hình từ hình 7 đến 12 trang 39 và chỉ ra những việc nên làm, không nên làm để phòng chống cháy nổ, ô nhiễm môi trường khi sử dụng năng lượng chất đốt. Giải thích. Như vậy các em quan sát hình 7. Cần tắt bếp và khóa van bình ga khi không sử dụng. Rồi tiếp theo hình 8 thì các em thấy đang đun nóng nhưng mà có những cái vật để gần những cái vật dễ cháy như là giấy bìa gạch tông, ga. Rồi hình 9 không được để các chất dễ cháy nổ gần bếp. Các em thấy củi nè, dầu hỏa thì những cái chất này dễ gây cháy nổ. Rồi tiếp theo hình 10, khi có cháy thì chúng ta gọi 114. Hình 11, cần xử lý khí thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Rồi hình 12, thì đun bếp củi ở thành thị, ở thành phố có đông dân cư thì sẽ gây ô nhiễm về không khí. Em và gia đình đã làm những việc gì để phòng chống cháy nổ, ô nhiễm môi trường khi sử dụng năng lượng chất đốt? Như vậy, sau khi quan sát các hình trên thì chúng ta thấy những việc nên làm đó là cần tắt bếp và khóa van bình ga khi không sử dụng, không được để các chất dễ cháy nổ gần bếp. Gọi 114 khi có cháy, cần xử lý khí thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, để đề phòng hỏa hoạn gây thiệt hại về người và của và gây ô nhiễm môi trường. Những việc không nên làm là để bình ga gần chất dễ cháy nổ vì có thể gây ra hỏa hoạn. Đun nóng ở nơi công cộng sẽ gây ô nhiễm môi trường. Những việc em đã làm, ví dụ chúng ta đã tắt bếp và khóa bình ga khi không sử dụng, để bình ga riêng nơi thoáng mát và có trang bị bình chữa cháy. Tiếp theo luyện tập cùng thảo luận, tìm hiểu qua sách báo Internet về việc sử dụng nguồn năng lượng chất đốt không an toàn gây cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Chia sẻ với các bạn những cái tìm hiểu của em và cho biết điều gì xảy ra nếu những nguồn năng lượng chất đốt đó bị khai thác cạn kiệt. Như vậy, chúng ta tìm hiểu qua sách báo về việc Internet về việc sử dụng chất đốt không an toàn gây cháy nổ ô nhiễm môi trường. Là khi cháy, chất đốt sẽ sinh ra các carbonate, nhiều loại khí độc và chất độc khác làm ô nhiễm không khí. Hiện nay thì các nguồn năng lượng đang có nguy cơ bị cạn kiệt dần. Con người đang tìm cách sử dụng các nguồn năng lượng khác như năng lượng mặt trời, nước chảy. Chúng ta cần phải biết sử dụng tiết kiệm chúng. Rồi một số kiến thức các em cần nhớ. Một số nguồn năng lượng chất đốt: củi, than đá, xăng dầu, khí đốt, chất đốt. Khi bị cháy thì sẽ cung cấp năng lượng để đun nấu, thắp sáng, vận hành máy móc. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng chất đốt, cần tắt bếp ngay sau khi không sử dụng, không để các chất dễ cháy nổ gần bếp. Khi phát hiện có đám cháy, cần hô to để báo cháy hoặc là gọi số điện thoại 114. Các chất đốt khi cháy đều sinh ra nhiều loại khí và chất độc hại, nên sử dụng các loại bếp và lò đốt có ống khói với hệ thống xử lý khí thải. Khuyến khích người dân sử dụng khí sinh học để giảm bớt khí thải để bảo vệ môi trường. Tiếp theo số 3 nhỏ, cần làm gì để tiết kiệm năng lượng chất đốt? Các em quan sát những việc làm nào nên làm, không nên làm để tiết kiệm năng lượng chất đốt trong các hình dưới đây vì sao? Các em quan sát hình 13, dùng nồi nấu có kích thước phù hợp và vặn ngọn lửa vừa phải. Rồi hình 14 là lửa quá to, quá nhiều, vặn lửa quá cao. Rồi tiếp theo, cứ để bếp cháy mình sẽ đun nước sau thì chúng ta không nên để bếp cháy như vậy sẽ lãng phí. Rồi chúng mình nên đi học bằng xe đưa đón, xe buýt. Như vậy, trong các hình trên, những việc nên làm đó là hình 13, dùng nồi nấu có kích thước phù hợp và vặn ngọn lửa vừa để tiết kiệm năng lượng chất đốt. Hình 16, sử dụng phương tiện công cộng đi học bằng xe bus
đưa đón thay vì dùng phương tiện cá nhân giúp tiết kiệm năng lượng và hạn chế ô nhiễm môi trường. Việc không nên làm đó là hình 14 nước đã sôi nhưng vẫn đun ấm nước trên bếp với ngọn lửa to làm lãng phí năng lượng chất đốt. Hình 15 bếp vẫn cháy nhưng không đun nấu làm lãng phí năng lượng chất đốt. Em và gia đình đã làm những việc gì để tiết kiệm khi sử dụng năng lượng chất đốt thì chúng ta kể ra. Ví dụ như dùng nồi nấu có kích thước phù hợp và vặn là ngọn lửa vừa phải, sử dụng các phương tiện công cộng thay cho phương tiện cá nhân, rồi tắt các thiết bị khi không sử dụng. Vận dụng em tập làm tuyên truyền viên. Các em vẽ hoặc là viết những cái việc em và gia đình đã làm để sử dụng an toàn và tiết kiệm năng lượng chất đốt. Chia sẻ với bạn và vận động mọi người cùng thực hiện. Như vậy, qua bài học chúng ta đã học được, chúng ta cần sử dụng tiết kiệm năng lượng chất đốt bằng cách là điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu và sử dụng các đồ dùng trong bếp phù hợp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Từ khóa, năng lượng chất đốt, an toàn, tiết kiệm năng lượng chất đốt, phòng chống cháy nổ, ô nhiễm. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn khoa học lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.